Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình thèm gỏi cuốn á, cùng vào bếp làm gỏi cuốn với mình nha. Hôm nay mình làm khá là đơn giản. Mình có thịt đùi, tai heo, một ít gừng, đậu hũ, chả cá, mắm nêm, tương đen, đường, muối, bột ngọt, ớt băm, một ít nước tương nè, tắc, thơm xay nhuyễn, hành tím phi, đậu phộng, và rau sống ăn kèm, bún, bánh tráng nữa nha. Giờ thì luộc thịt, mọi người cho một ít bột ngọt và ít muối vào, cho một ít gừng vào để khi luộc thịt được thơm hơn. Cho thịt đùi và tai heo vào nha. Giờ thì chiên đậu hũ. Mình nghĩ món hôm nay ai cũng làm được hết á, vớt đậu hũ ra thôi. Bây giờ chiên hết số chả cá còn lại nha. Chả cá vàng rồi, giờ mọi người vớt con chả cá ra nha. Hướng dẫn mọi người làm tương đen nha. Cho dầu hành vào nè. Cho mình 5 muỗng tương đen. Mọi người cho vào đây 3 muỗng nước tương, 2 muỗng nhỏ bột ngọt, 2 muỗng rưỡi đường. Khuấy đều và sôi lại là được rồi đó. Mọi người cho ra đĩa nè. Giờ thì làm mắm nêm nha. Cho hành phi vào, cho thơm xay vào 5 muỗng nha. Mọi người cho 6 muỗng mắm nêm. Lúc này là thơm nước cái mũi luôn rồi. Mọi người nêm vào đây một ít bột ngọt, 3 muỗng đường. Khuấy đều khuấy đều. Giờ tai heo cũng đã chín rồi nè. Mọi người vớt ra và ngâm vào đá lạnh nha. Bây giờ mọi người cho ớt, hành phi và đậu phộng vào nước chấm nha. Bước quan trọng tới rồi nè, mọi người cắt thịt đùi, xếp ra đĩa. Quá là đẹp. Tiếp tục là tai heo, xếp ra đĩa nè. Mọi người xếp đậu hũ và chả cá ra đĩa luôn nha. Món hôm nay khá là đơn giản, nhưng ăn thì khỏi phải bàn rồi nha. Mình nghĩ món này thì ai cũng có thể làm được, nhưng quan trọng là ở phần nước chấm. Chúc mọi người thành công và cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Rồi, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình ăn uống của Tutti Food. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một món ăn, đó chính là món thịt luộc tai heo cuốn bánh tráng. Thì món này vào những dịp cuối tuần thì các thành viên trong gia đình sum họp lại thì mình sẽ làm món này để cho cả nhà mình ăn. Thì hôm nay mình chuẩn bị phần salad, rau sống, đó là cải salad, rau tía tô, rau riếp cá, hè. Và để ăn cái món này thì hôm nay mình đã chuẩn bị hai loại nước chấm, đó chính là tương đen. Nước chấm thứ hai là mắm nêm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cuốn món này nha. Nhưng mà không, mình sẽ nhờ cameraman cuốn. Tại vì mình không biết cuốn. Sau một phút 30 giây thì mình đã nhờ cameraman cuối mình dài và cuốn. Bây giờ mình sẽ ăn ha. Mình sẽ chấm miếng loại nước chấm đầu tiên là tương đen. Quán chấm tương đen này á thì mình nghe được cái mùi tương và vị rất là ngọt. Và khi mà ăn cái cuốn này vào á thì cắn có phần lỗ tai heo rất là giòn luôn bạn. Bây giờ là cuốn thứ hai, mình sẽ chấm với loại chấm thứ hai.
đó chính là mắm nêm. Mắm nêm này á, mình đã xào nó với thơm và hành phi, nêm nếm lại rồi nên rất là vừa ăn và nó không bị nặng mùi lắm. Thơm không? Chấm với cái mắm nêm này á, nó ngon hơn là cái phần tương đen, tại vì cái này nó nhiều gia vị hơn, nó có thơm chua chua. Mình ăn thử không một miếng thịt luộc nha. Chấm miếng tương. Mình ăn một miếng chả cá. Cái phần nó tay héo giòn các bạn, ăn cắn đâu mà thực 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 đó luôn. Mấy cuốn bánh này á, bạn giao mà mua á, cũng giá khoảng gần 5-6 ngàn hoặc là 7 ngàn đó, nhưng mà không có nhiều phần shopping gì đâu. Do đó bạn mà có điều kiện á, mua mấy cái này về mình tự mình cuốn chất lượng hơn, ăn thấy mình đó. Là mấy hình rụt cho mấy mềm. Đã các bạn thấy hành động này quen không? Hồi đó mình cũng hay vậy đó, mẹ mua ở cuốn vậy là mình giúp cái mẹ ra, mình không thích ăn hẹ, cái mũi nặng quá. Thank you.
Chà cá. Thôi luôn. Chào hữu. Mặt tay heo. Món này á, các bạn á, nên ăn nhiều người trở lên đâm vui chứ mình thấy mình ăn mình giống tự kỷ quá, cái hồn mau ngán vậy đó bạn. Ban đầu thì mình rất là thèm, rồi từ từ mình ăn mình thấy mình buồn quá. Ngon mà. Ăn món này á, mình cảm thấy mình ăn rau được nhiều hơn. À thôi, cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này ha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, còn và mấy bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hay hơn và hấp dẫn hơn. Thì mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Bye bye.